Xin chào quý vị khán giả của đài truyền hình Tigen, chương trình Phật Pháp, Đời và Đạo. Trong phần trước, uh, Du Tân Thích Mạnh Tránh có giảng về tiếng vỗ của một bàn tay. Mà chú cô cũng chưa hiểu được, vẫn còn mù mờ lắm. Cho nên chú cô xin Du Tân giảng thêm một lần nữa, giảng thêm nữa để con mô hiểu. Phật, Mô Phật. Budam saranam gacchami, damam saranam gacchami, saranam gacchami. À, kính thưa kính thưa trúc hồ của giám đốc của đài Thầy, SPTN chưa gọi con trúc hồ dạ. được rồi khỏi cần dạ. giám đốc gì nữa. rồi dạ. rồi kính thưa khán giả của đài truyền dạ. hình SPTN là cái trước á, vừa mới nói là một cộng một bằng một và tiếng vỗ của một bàn tay nhưng mà trúc hồ muốn là cho thông suốt luôn là như vậy là trúc hồ có hỏi là cái bàn tay tại sao nó không đều tại sao cái bàn tay của mình nó không đều nếu mà bàn tay mình nó ngón nào cũng đều 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 với nhau ngón nào cũng bằng với nhau là cái 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 bàn tay nó không được bình thường này cái bàn tay phải có ngón dài ngón lớn ngón cao ngón thấp ngón 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 mập ngón ốm đó cái bàn tay mà bàn tay mà nó đồng đều với nhau là cái bàn tay chắc cái bàn tay nó, nó quá dị lắm mà nó có tật á vậy đó thì bởi vậy nên cái nổi cái bàn tay thôi Cái bàn tay thôi thấy không Nó không có đồng điều với nhau Thì bởi vậy nên người cũng vậy nữa Bàn tay nó còn không có đồng điều Thì người cũng người, người này người khác Ở đâu cũng có anh hùng Ở đâu cũng có người khùng người điên Nhưng mà mà nói nói về cái bàn tay Tiếng vỗ của một bàn tay Cái bàn tay nè Sư có đặt một bài thơ Cái bàn tay ta Bàn tay ta Bàn tay ta trời ơi kỳ diệu đã ban cho kiếp sống con người nắm chặt nắm chặt nè quý vị nắm chặt dính mắt thì kẹt rồi mở ra mở ra buông xả thì cuộc đời yên vui bàn tay không ứng vô sở trụ xin kỳ tâm thường trụ pháp không người tu chấp chặt thì không thông mình chấp chặt mình dính mắt mình cứng ngắc chấp chặt thì không thông ứng vô sở trụ tay không diệu kỳ đó mình buông buông đây không phải buông tay lái nha buông đây nè buông xuống đi hãy buông xuống đi phiền não sân si giữ làm gì tham lam vọng tưởng mang sầu khổ vạn sự vô thường buông xuống đi khi buông ra đó thì nó nhẹ nhàng thanh thản buông đây không phải là buông tay lái buông đây là buông những thứ tham lam sân hận si mê phiền não đó dục vọng buông những thứ đó thì mình đã nhẹ nhàng thanh thản đó là những cái đó là một cái đạo lý đạo lý mà bất biến mà người thường khó mà mà hiểu được đó cái bàn tay tại vì mình nắm chặt dính mắt đó cái 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 bàn tay mà đó nói lại một lần nữa cái 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 bàn tay nè mình nắm cái này mình nắm cái mình nắm chặt kính mắt mình nắm mình nắm coi như là uh, nắm mà không chịu buông nắm coi như là nắm, nắm chặt mà đó mình cố chấp đó cố chấp coi như là nắm chặt không có chịu buông không có chịu mà tôi cởi mở không có chịu open mind không có chịu đó, mình buông ra, Thí dụ như mình nắm cái cái, cái 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 miếng giấy khi nãy trong tay rồi, mình buông đi, buông đi mình mới nắm ly nước được, buông ra rồi mới nắm cây viết được, rồi buông ra rồi mới mới computer được, mình không có buông, mình nắm chặt dính mắt. Cái này cái ý nghĩa là cũng như là chấp trước, phân biệt chấp trước, nắm chặt dính mắt bởi vì con người phải khổ buông xuống đi hãy buông xuống đi phiền não sân si giữ làm gì tham lam vọng tưởng mang sâu khổ vạn sự vô thường buông xuống đi buông xuống là nhẹ nhàng thanh thản đó là như vậy đó đó sư chia sẻ chia sẻ để cho quý vị hiểu rõ cái 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 bàn tay cái cái bàn tay bởi vì khi nãy nói về đây là nói để cho cái cái này là cái ngụ ngôn đây là nó là cái nghĩa bóng cũng như là chỉ tan mà mạ hòa à, chỉ tăng nói cũng như dương đông kích tây vậy đó là cái trong binh pháp á cũng như mình 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 tiếng vỗ của một bàn tay là như vậy đó cái tiếng vỗ hai bàn tay khi nãy mình có nói về hai bàn tay hai bàn tay mình vỗ thì mới kêu còn một bàn tay làm sao mà vỗ kêu được bởi vì tiếng vỗ của một bàn tay nghĩa là mình đừng có xanh tại mình sanh tại mình sanh ra đó tại mình sanh mà có hiểu cho trúc hồ có hiểu rõ không tại mình sanh đó mình thấy vui quá bởi vì nó vui vui trong tham dục bởi vì vui mình mới dỗ vui trong tham dục vui rồi khổ 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 quá khổ để tu hành khổ hóa vui nếu biết có vui là có khổ Thà rằng đừng khổ cũng đừng vui Mong sao giữ tánh không vui khổ Mới thoát ra ngoài lỗi khổ vui là như vậy đó Là cái ý nghĩa là bất sanh bất diệt Bất tăng bất giảm là chỗ đó Mình không sanh là không có chết Không sinh là không có diệt Đổi cái đó là đạo lý bất biến Mà người thường khó mà hiểu được Chỉ có cái người mà hiểu được cái hiểu được về cái như là coi như là về high spiritual về tâm về cái cái đạo Phật nó không phải là tâm lý học hay là triết học hay là thần học, nó không phải là theology, psychology, philosophy mà đạo Phật là the path to peace. Đạo Phật là một con đường đi đến chỗ giải thoát, giải cho người ta không sanh, tại mình sanh, mình sanh ra, sanh ra, cái ý nghĩa là tiếng tại mình cái tiếng vỗ, tiếng kêu rồi mình mới tạo nên, mình tạo nên cái này cái kia, tạo nên cái này cái nọ đó mình tạo ra mình sanh ra rồi mình mới mang khổ mình sanh cái gì sanh cái tâm tham tâm sân tâm si tâm phiền não tâm dục vọng rồi mình sanh ra nó trùng trùng điệp điệp nỗi khổ này nó chất chồng lên nỗi khổ khác liên tục không ngừng niệm niệm biến đổi khổ tưởng nghĩ liên tục khổ và mãi miết không ngừng khổ đó là tại vì do ai do mình You cho khoa mà tại mình sanh chứ không có ai không có trời phật nào mà chúa nào mà mà hại mình hết trơn á mà chính mình hại mình đó mình sanh ra những cái thứ đó đó mình bất sanh là bất diệt đó bất sanh nhưng mà là bất nó liên diệt. quan gì tới tiếng nhân vỗ một bàn tay không cái, cái cái này ý nghĩa cái tiếng vỗ mà tại vì cái tiếng vỗ hai bàn tay nó gọi là sanh đó đó thí dụ nè nó kêu lên nè đó âm thanh sắc tướng nó gọi là âm thanh nói sắc chung tướng. là tại mình sanh ra mình vỗ như vậy á, là ừ. nó có nghĩa là sanh đúng âm rồi và dương ừ. còn xanh tiếng vỗ của một bàn tay là là tất nhiên là ý cái nói là tiếng vỗ của một bàn tay tiếng vỗ của một bàn tay là cái ý nghĩa là mình không có sanh à ừ không có sanh à. không có sanh tất nhiên là không có chết không ừ. có sinh nghĩa là không có việc. mà không có sanh đây không phải là mình không có sanh cái tâm tham tâm sân tâm sinh tâm ừ. si á tại ừ. mình sanh ra nên nỗi khổ này nó chất chồng lên nỗi khổ khác mình tham lam cái mình muốn này đó 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 Thí à, dụ, đại khái là con hiểu rồi Ừ. Tất nhiên á, hai bàn tay mình vỗ thì à. nó, nó, nó là một cái, nó gọi là cái xanh. Đúng rồi, cái xanh ra. Mình xanh đủ thứ hết. Đúng. Nó không phải gì vậy. Mình xanh cái... ra tiếng động, mình xanh ra sun âm đây thanh không sắc có nghĩa là xanh ra đời. Đúng sun sun rồi. ra một cái cơ thể. Dạ. Xanh yeah. đây có nghĩa là cái đầu mình á, muốn nhiều thứ. Đúng. Xanh ra nhiều thứ. Đúng. Và những cái xanh đó có cái cũng tốt có thể không được tốt nếu mà mình sanh mà mình mưu cầu cho cái lợi của mình mà hại người khác là mình nhiều sanh người, người tốt Việt hay, Nam hay là mình, xấu là cho mình... mình có cái câu nói cái thằng này bây giờ nó sanh tật rồi đúng rồi nó <laughs> đó nó sanh đó đó sanh tật đó 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 vậy là trúc hồ đã hiểu rõ rồi đó, đó à... bây giờ cái cái tất cái... nhiên á, ừ. là đạo Phật không phải là triết lý dạ đúng rồi đạo Phật là đạo, dạ. đạo Phật là, một, là con đường. một con đường đi tới giải thoát. Đúng. Thì nếu mà chúng ta không sanh, thì chúng ta sẽ đi gần tới con đường giải thoát nhiều hơn là chúng ta sanh. Đúng thì rồi. Nếu mà chúng ta sanh sanh tật nè, chúng ta thích gái trẻ nè, chúng ta thích uống những cái gì mà nó đưa chúng ta vào cái thế giới khác nè, chúng ta chơi thuốc rồi chúng ta ecstasy rồi chúng ta ai rồi chúng ta Đưa vào cho một cái thế giới mà mình nhìn ai cũng cảm thấy là bạn rồi vui rồi có những cái gọi là cái xanh khác nó đẻ ra sau khi mình xanh cái này. Khi mà mình xanh cái mà mình muốn đi ăn chơi, hút sách này kia nọ thì khi mà mình dính vô mấy cái đó thì nó đẻ ra cái xanh khác nữa. Đúng rồi, thì trước cũng nhiên như à... cái trúc hồi là một nhạc sĩ. Đó cái nhạc sĩ là cái về cái cái như là tài hoa Co, coi như là mình đem cái 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 cái, cái phục vụ cho đời ừ, phục vụ cho đời để làm ừ. cho cho cái âm nhạc nó 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 rất là cái âm nhạc đó nếu mà biết dùng đúng cách đó, giống như cao Tiệm ly đó ngài người chơi người chơi chơi đàn coi như là đàn sáo tới chỗ mà mà siêu đẳng mà tột đỉnh mà 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 cao Tiệm ly lại 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 hung khói để cho coi như là hung khói đó để cho mù mắt luôn để coi như tập trung vào coi như là cái nghệ thuật âm nhạc vậy con đó con nghĩ âm nhạc á theo con nghĩ là ngôn ngữ của thượng đế cái là đó ngôn là ngữ trong của cả trong đạo gian. Phật nó gọi là Càng Thác bà. Yeah, tại vì hồi nhỏ mình nghe nhạc pháp mình nghe nhạc hoa kỳ mình không hiểu tiếng anh không hiểu tiếng pháp nhưng mà mình vẫn cảm được bởi vì nó là ngôn ngữ của thế giới nhưng mà người nhiều người bị đam mê đam mê cái cái đam mê nó ghê lắm cái đam mê bởi vì đam trong... mê âm nhạc không phải ờ, là một không, cái âm không, mê xấu này. Nhiều, đây này nhiều người bị đam mê rồi xa đọa đam mê cũng như nhiều người nhiều người thí dụ uống thí dụ uống rượu thôi nhiều người uh, uh, cũng như là ở uh, một hai ly để cho coi như là kết bạn giải sầu vậy đó nhưng mà nhiều người vì cái bia rượu vì cái mượn rượu đó mà sa đọa mà coi như là quỷ hoại coi như là coi như là làm con thấy ra. cái gì mà trên thế gian này chúng ta làm nhiều quá biết đủ ít muốn bất à, nhiều khổ đau nói chung là cái tốt. gì cũng phải yeah. uh, phải giữ trung đạo. Dạ yeah, chứ mà nhiều cái đó chúng ta ăn nhiều quá cô tốt chúng ta ăn tối ngày ăn burger không thì chúng ta cũng dễ bị bệnh. Chúng ta tối ngày ăn bì gói không thì chúng ta cũng dễ bị bệnh. Nói chung là cái gì nó cũng phải có vừa đủ cân bằng cân bằng à, uh, yeah. nó vừa đủ thì, biết đủ ít muốn thì... bớt nhiều khổ đau biết đủ ít muốn ít muốn bớt nhiều khổ đau biết bớt nhiều khổ đau enough that's enough cái đó, đó là chính, mình hạnh phúc những gì mình có cùng. con thấy á, là con người á, phần đông á, à, con đậu được đọc một cái câu rất là thích cái câu này họ viết là you are what you think Tất nhiên you là are what you, do. Uh, you are what you à, think yeah. thôi, chưa cần phải đu yeah. nữa yeah. Tất nhiên you là are what you do. Đúng như là cái xanh đó quý vị à, Thầy giảng, cái thing của chúng ta là gì? Là cái xanh Mình nếu mà mình phóng xanh là mình đem ra những cái Gọi là thích này, thích nọ Cái sự suy nghĩ của mình Bởi vì cái sở thích của mình mà mình làm hại biết bao nhiêu người khác có có nhiều người á phải cái 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 đạo lý nó gọi là biết đủ ít muốn bớt nhiều khổ đau vì cái lòng tham không biết đủ có thì coi như là đất mất thì mới quý hơn vàng bởi vì mình phải hạnh phúc những gì mình có kiếp it don't lose it bởi vì nên vì cái lòng tham vô độ không có bao nhiêu mà đủ hết đó tham lam vô độ bởi vì mình 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 sống á, mình sống mình phải mình sống cái trung đạo làm bất cứ điều gì mình cũng dùng trung đạo tự cao thì quá cao Tự ti thì quá thấp phải sao đền nghĩa là tự tin. Đó là trung đạo. Thường kiến là chấp có, đoạn kiến là chấp không thường kiến đoạn kiến đều là tà kiến chỉ có chánh kiến đó là trung đạo thí dụ nè mình nghiêng qua bên phải nó gọi là tả khuynh nghiêng qua bên trái nó gọi là hữu khuynh chấp tay lợi, y giáo phụng hành đó là trung đạo giải thoát cõi trời thì quá sướng địa ngục thì quá khổ cõi người mình là trung đạo đó quý vị được thân người rất là khó gặp được phật pháp còn khó hơn nay mình có được thân người gặp được phật pháp mau tu kẻo trễ đó không thôi không kịp đó bởi vì mình làm bất cứ chạy xe cũng vậy nữa chạy xe mà nhanh quá thì bị cảnh sát phạt hay là xảy ra tai nạn mà chậm quá thì bị kẹt xe rối loạn đó thấy chưa không nhanh không chậm follow theo speed limit đó là trung đạo quang trung chí tôn phật trung chi dương là chỗ đó đó lấy cô xâm chung dậu phật nghĩa là phật đạo tu hành tại tâm trung phật tại tâm chứ tầm đâu xa chúa ở đâu chúa ở trong tâm chứ tầm đâu xa đó chúa với phật hay là everything from your mind and heart đó là trung đạo mọi thứ trên cõi đời này đều do cái cái sự suy nghĩ tư tưởng của mình thôi đó là do đó là bởi vì mình phải hiểu được bởi vì mình nếu mình thắng được mình mình hàng phục được mình mình sẽ thắng tất cả một võ sĩ thắng được nhiều người khác không phải là thắng quý vị nhưng mà thắng được chính mình mới thật sự là thắng phải hàng phục lấy chính mình đó phải biết đủ ít muốn bớt nhiều khổ đau đó quý vị thấy đó là như vậy đó bởi vì con người gì không biết đủ không biết coi như là đó không biết đủ cứ tham lam vô độ vô bờ vô bến không bao nhiêu mà đủ hết vậy đó không bao làm nhiêu... sao mình biết được mình thắng được mình hả B... làm sao mình biết mình thắng một mình hả à, làm Đây sao nà? mình biết được mình thắng được nè bây giờ mai Tyson nè thấy ừ. chưa mai Tyson nó thắng được biết bao nhiêu người khác mà nó đâu có thắng được chính nó đâu nó vì cái anger cái temper của nó mà nó mất tài sản nó mất biết bao nhiêu tài sản của nó nó trở thành con số không là như vậy đó đó thấy chưa đó tại này nó không biết đủ nó không biết đủ nó cứ tham nó cứ nóng giận sân hận rồi nó sanh tâm ra nó hờn giận tham lam nó ích kỷ đủ thứ hết trơn nó không thắng được chính bản bản thân nó cũng như sư đi đó sư nè sư là một người coi như là một người thường giống như biết bao nhiêu người khác nhưng mà sư sư nói theo đạo chúa là nhờ ơn trên đã thấy chưa nó đạo phật là có tiền căn từ nhiều đời nhiều kiếp sư mới thấy được con đường ờ vô thường khổ não và vô ngã, sư thấy được con đường đó, sư sư cảm đó, sư sư mới đi tu, đó. sư mới đi tu, sư mới coi như là bỏ buông bỏ tất cả, buông bỏ buông bỏ đây là không phải là buông bỏ bỏ cha bỏ mẹ, bỏ vợ bỏ con, bỏ gia đình, bỏ không phải là như vậy, nhưng mà mình buông bỏ là những thứ coi như là À, vọng tưởng điên đảo phiền não dục vọng phân biệt chấp trước vô minh che phủ nghiệp chướng sâu dày tham sân si và mạng nghi ác kiến đó sư bu, sư thấy được sư thấy được con đường đó sư buông bỏ rồi sư biết đủ sư không có có giống như ngày trước mà tham lam rồi, rồi 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 đi bon chen lừa gạt nói dốc nói láo nói xạo nói thêm nói bớt bây giờ quý vị biết đó thí dụ như nhiều nhiều bác sĩ rất là tốt nhưng mà nhiều bác sĩ nó mổ nội tạng người ta quý vị nó giết người đó. đó nhiều luật sư cũng rất là tốt nhưng mà nhiều luật sư nói dốc nói láo nói xạo nói thêm nói bớt đó thấy chưa không có biết đủ gì cái gì vì tiền gì cái gì vì danh lợi tài sắc tán tận lương tâm bất chấp thủ đoạn vậy đó đó là những con cái bởi... phần đông là vì tiền hết đúng rồi tiền tiền chưa có đủ tiền và tình à, đó. tiền và quyền đó. tiền và tình tình tiền, tiền tình tiền như cánh chuồn chuồn khi vui nó đậu khi buồn nó bay tình tiền như gió như mây khi vui nó đến khi buồn nó đi <laughs> vậy đó con thấy tình, quyền tình chưa lực có đủ đâu đấy. quyền lực người dạ. ta cũng mê lắm thì đó là danh lợi tài sắc đó ừ. danh không ham lợi không muốn tài không màng sắc không nhiễm thì ừ. con người là phật phật là mình, mình là phật đó, ừ. tại vì, vì danh có nhiều người không có tham tiền nhưng mà tham danh, nhiều người không tham danh thì tham lợi, Tha không không tham lợi thì tham tiền, Tha không tham tiền thì tham sắc. Đó danh lợi tài sắc mà. Bởi vì nó đắm chìm trong khổ não, ngũ dục lục trần. Ngũ dục là cái gì? Ngũ dục là tài, sắc, danh, thực, thùy. Bởi cái bất cứ người nào cũng phải lọt vào ngũ dục. Ngũ dục là tài, sắc, danh, thực, thùy. Tài là tiền tài. Sắc là sắc đẹp. Danh là danh vọng thức là ăn uống thùy là ngủ nghỉ mỗi một ngày mình thức dậy là danh lợi tài là danh lợi tài sắc liền đó là tài sắc danh thực thùy năm cái đó đó coi như là coi như là mỗi một ngày đó là năm con quỷ đó bởi vì đức coi như là năm, năm con quỷ đó là tài sắc danh thực thùy đó, đó là ngũ dục còn lúc trần là mắt ưa xem sắc đẹp con còn mắt cái ghê lắm à? ưa xem sắc đẹp lỗ tai ưa nghe tiếng hay chuyện đương lỗ... nhiên rồi thầy mình mình muốn coi gì nó đẹp coi gì nó hay chứ mình đâu muốn coi đồ xấu Đúng mình có nhiều cái mình coi phải coi, phải coi những cảnh khổ rồi mình mới biết được mình tu ừ. Ừ. đó có những cái xấu không có cái xấu làm sao mình biết được cái tốt ừ. đó mà mà ngọc nó ở trong bùng ừ. đừng có tưởng xấu là mình chơi ngọc ở trong bùng ngoài bùng đâu có ngọc ừ. mình phải hiểu rõ đó mình bởi vì con mắt ưa xem sắc đẹp cái gì đẹp là mình ấy còn xấu ừ. thì mình chê đó mắt ưa xem sắc đẹp lỗ tai ưa nghe tiếng hay nó nói tốt mình vui lên nó nói xấu mình nổi giận mình buồn thì chẳng khác nào mình như món đồ chơi trong tay họ thôi đúng rồi thấy chưa mắt ưa xem sắc đẹp tai cái, ưa nghe cái tiếng hay mũi nói... ưa ngửi hương thơm lưỡi ưa đồ ngon béo thân ưa sự sung sướng ý ưa chức phận nhau phận cao nên con người đắm chìm trong khổ não thấy chưa mỗi một ngày mình đắm chìm đắm chìm cho càng ngày càng ngày mình đào cái hố càng sâu. Đó càng ngày càng ngày mình không có biết đủ bởi vì con người tu là như vậy đó, khi mình biết đủ ít muốn bớt nhiều khổ đau, mình không có tham mình có rồi thì thôi. Đó mình không có muốn nữa, mình không có muốn nữa cũng như là sư sư có cái áo sư mặc đủ rồi. Đó người đời có cái áo này muốn cái áo khác. Có cái áo khác muốn cái quần khác có, cái này muốn cái kia nhưng muốn nhưng mà nhờ vậy cái kinh tế nó mới phát triển được nếu mà chúng ta có một cái mà chúng ta không mua cái thứ gì thì mấy cái người họ làm nghề mà mai quần may áo làm sao họ sống được đây? À, nếu mà đó cái từ chỗ phát triển đó nó mới sanh tham, nó sanh cái tham từ tâm cái cái tham đó nó mới sanh ra cái sân, đó mới chém giết tranh giành đoạt lợi trên thế giới này là như vậy đó chiến tranh là như vậy đó vì cái tham thấy chưa nhiều khi họ cũng phải tham nữa nhiều khi đó là cái gì mà nó là sáng ngủ dậy là họ phải có cái trách nhiệm của họ họ phải đi làm đi làm đến chi để họ có một uh, cái đủ cái tiền để trả tiền nhà tiền ăn tiền lo cho gia đình đó là một cái bổn phận của một người cái trong đạo hội. cái đạo nó khác we eat to live but not live to eat mình ăn để sống chứ không phải sống để ăn nhưng mà nhiều người sống để ăn để coi ăn cho ngon mặc cho đẹp đó là ăn cho ăn ngon đó thấy giờ, we eat ăn, to live ăn, but ăn not để, live to eat nếu mà mình ăn để, ăn sống, để đó, sống chứ không phải nếu sống mình để ăn. ăn để sống thì quá ra là mình là cũng thuộc loại cái gì nó để nó tồn tại thôi. Còn đó. còn bây giờ mình sống để ăn á là yeah. có nghĩa là đồ ăn mà không ngon thì mình không ăn, đồ ăn phải ngon mình mới ăn, cái đó là cái sự lựa chọn thôi. Hóa do miệng mà ra, bên do miệng mà vào, trong đạo lý của nhà Phật nó rất là siêu đẳng, ngon chừng nào thì đọc nhiêu chừng đấy. Có nhiều cái đồ ngon no, đó, nó cũng no, đâu có bài đọc Đọc để dữ dội đó thịt cá đấy không Bởi vì Mad cow disease, bird flu, cancer, cancer là tất cả là do thịt cá mà ra Bởi vì we eat tulip, mình thịt, nói thì, nói thì, tulip. thịt thì không tốt hồi xưa nhưng mà nào? cá cũng có thứ, cá tốt chứ no, hồi xưa cá tốt sao được Mình giết hại sinh mạng, mình cắt cổ, mình nhổ lông người ta Mình cắt cổ, nhổ lông, mình giết hại Mình hả hạ họng ra, mình ăn người ta mà mình nói lòng từ bi hả No way da. Nói đó, cái đó không phải cái đó, đó, cái đó Đã. thì phương diện mà thầy đó, nói thì đúng đúng cá cũng là hồi xưa một sinh nào, vật hồi xưa các ông nói bà nói chung là nào, cái gì có máu là có là sinh vật mà, mà không chúng ta có không máu, cũng có máu cũng là sinh vật nữa có như nhiều nhiều con vật con sò đó đó con tôm rồi hay là đâu có máu đâu nó đâu có máu đâu con cua rồi đâu có máu đâu nhưng mà có, đó nhưng mà cũng là một cái loại là động vật mình hồi xưa đó ông bà mình ăn những cái ngũ cốc đúng ra đó mình sai rồi đúng ra trúc hồ hôm nay mình 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 nói tại vì chia sẻ với trúc hồ mình nói ông bà mình á răng răng nhọn răng nhọn ruột dài y ruột ngắn mới ăn thịt răng nhọn thú mà ác thú mà răng dài răng nhọn ruột ngắn mới ăn thịt còn răng răng bằng ruột dài là ăn ngũ cốc hồi xưa ăn ngũ cốc người ta sống tới hàng trăm năm ngũ cốc đó, là rau cải đã hàng trăm năm đó, đó đó đó, còn còn bây giờ ăn thịt giết hại đó cái nó trái luật lên mới sanh bệnh chứ hồi xưa ít có sanh bệnh lắm ông bà mình sống dai lắm đó có nhiều người nói anh ăn rau cỏ cũng là là giết hại anh cắt có nhiều người nói với thầy rau cỏ thì mình lấy rau cỏ nhiều quá cái mình hết cái green hết cái không khí xanh của thế giới này thì cũng làm hại cho nhân loại nói là ăn rau nhưng mà tại vì người ta không biết anh cắt cổ một con gà con vịt thì nó đâu nó đâu có sống lại đâu nhưng mà anh cắt một cọng rau rau nó xanh ra rau khác nữa để nước nó ra, ừ, lên. Là... rau nó xanh ra rau khác rau nó mọc lên nữa cắt chừng nào nó lên nhiều chừng nấy nữa nhưng vậy mà đó. mình giết một con gà đó. thì nó có mấy con gà khác đó, nó lại sinh trứng rồi nó đâu, lại đẻ lên mình nữa. cắt cổ nó rồi mình nhổ lông nó rồi mình làm sao nó sinh ra nữa đó bởi vậy nên cái đó là cái đạo lý mà con người ít có ai mà để ý đó, vì, vì cái lỗ miệng của mình cái yeah. uh, cái mà thầy chia sẻ đó là một cái chúng ta nên suy nghĩ à, Khi mà chúng ta ăn một con gà, tất nhiên là một sinh vật đã chết Chết rồi, à, mình cắt cổ nó rồi Mình ăn con bò là một con bò đã à, chết Mình thấy người ta cắt bò, người ta lọc lấy ra da rồi người ta chắc xương người ta cưa này cưa nọ Thật sự ra nếu mà chúng ta có một ngày ở nơi những làm thịt bò và thịt gà thì chắc chắn chúng ta sẽ không bao giờ muốn ăn thịt bò và thịt gà nữa. À, chú cô nghĩ là nếu mà con người chúng ta bớt bớt ăn thịt lại thì cái đó là điều tốt. Con xin cảm ơn à, sư tăng thích Minh Tánh chương trình Phật pháp đời và đạo sẽ tiếp tục trong tuần tới. Bù đâm sa mi sanh-hấm saranam gachami Sanham saranam mi Con du tăng thích minh tánh Thành tâm cầu nguyện cho thế giới được bình an Cùng tất cả các chúng sanh trong muôn loài Pháp giới được trọn thành Phật đạo Củ phẩm hàm linh đăng bỉ ngạn Địa ngục ngã quỷ xuất sanh Đồng giải thoát Con nguyện đem công đức lành Hướng về khắp tất cả Đệ tử và chúng sinh đều được trọn thành Phật đạo Nam mô bổn sư thích ca mâu ni Phật